A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe lời dạy Đức Phật, đảnh lễ kính dâng, ghi nhớ không sót. Ở trong đại chúng lại bạch Phật rằng: Như Đức Phật dạy, trong tướng ngũ ấm có năm thứ hư vọng, vốn có cội gốc là tâm vọng tưởng, chúng con bình thường chưa từng được nghe lời khai thị di diệu của Như Lai. Giảng: A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe lời dạy của Đức Phật, đảnh lễ kính dâng, ghi nhớ không sót. A Nan khi nghe lời chỉ dạy của Đức Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính đảnh lễ, ghi nhớ từng lời dạy, không sót chữ nào. Nghe được lời khai thị của Đức Thế Tôn, ngài A Nan liền đảnh lễ Đức Phật, nhưng lần này không khóc. Ngài đã từng khóc nhiều lần rồi, nhưng lần này không khóc là vì ngài đã ăn no rồi. A Nan cũng giống như đứa bé khát sữa, khi uống no rồi nên không còn khóc nữa. Lại nữa, ngài như đứa bé đòi kẹo, một khi nó đã xin được nhiều kẹo, nó không còn khóc nữa. Ngài A Nan cũng đã có được một ít kẹo để ăn nên không còn khóc nữa. Ngài đảnh lễ và phụng trì pháp môn Thủ Lăng Nghiêm Đại Định rất cung kính. Ngài đã tụng thuộc thần chú Thủ Lăng Nghiêm, không sai sót một chữ nào, mỗi câu mỗi chữ rất rõ ràng. Khi ngài tụng thần chú này bằng lời thì tâm ngài tập trung chuyên nhất không và không khởi ác nghiệp nơi thân, nên ba nghiệp nơi thân, khẩu, ý hoàn toàn thanh tịnh khi tụng thần chú Lăng Nghiêm này. Ở trong đại chúng lại bạch Phật rằng: Một lần nữa ở trong đại chúng, A Nan lại bạch Đức Phật: Quý vị không nên hiểu sai ý nghĩa này. Khi ngài A Nan từ trong đại chúng lại thưa hỏi một lần nữa, đó chắc chắn không phải là một dạng khoe khoang, không phải là ngài A Nan muốn đại chúng chú ý đến mình. Thế A Nan làm gì, mục đích gì? Ngài thay mặt cho toàn chúng sinh mà cầu thỉnh Đức Phật chỉ dạy giáo pháp. Ngài làm việc đó không chỉ riêng cho ngài mà cho toàn thể quý vị và tôi, cho tất cả những người thiết tha tu đạo trong đời này. Ngài nghĩ rằng: Ồ, trong tương lai sẽ có một pháp hội giảng kinh ở nước Mỹ, có người sẽ giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm và có người sẽ không hiểu được toàn thể ý chỉ của kinh này, nên ta phải vì họ mà cầu thỉnh Thế Tôn chỉ dạy rõ ràng điểm này. Chúng ta nên hết sức tri ân ngài A Nan. Ngài A Nan nói: Như Đức Phật đã dạy, trong tướng của ngũ ấm, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm có năm thứ hư vọng, vốn có cội gốc là tâm vọng tưởng của chính mình. Mỗi một thứ trong năm ấm là chia thành 10 loại ma cảnh. Chúng con trước đây chưa từng được may mắn nghe lời khai thị di diệu của Như Lai như vậy. Tất cả những người trong đại chúng từ trước đến nay trong cuộc sống bình thường hàng ngày chưa từng nghe được Đức Phật giảng dạy những điều di diệu như thế. Chúng con bình thường chưa từng được nghe lời khai thị di diệu của Như Lai. Chúng con thực sự đạt được những điều chưa từng có, thân tâm chúng con vô cùng thư thái và an nhiên. Lại nữa, năm thứ ấm này được tiêu trừ một lần, hai lần lượt theo từng thứ lớp. Giới hạn của năm lớp ấy là gì? Giảng: Lại nữa, năm thứ ấm này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức ấm được tiêu trừ một lần. Liệu chúng ta có thể phá trừ năm thứ ấy cùng một lúc hai lần lượt theo từng thứ lớp? Nó chuyển hóa dần dần theo một thứ tự nhất định, từng lớp một hay sao? Giới hạn của năm thứ lớp ấy là gì? Cái gì là giới hạn của năm lớp ấy? Xin nguyện Như Lai mở lòng đại từ, làm cho tâm và mắt của đại chúng đây được trong sáng, để làm đạo nhãn tương lai cho hết thảy chúng sinh trong đời mạt pháp. Giảng: Xin nguyện Như Lai mở lòng đại từ. Cúi mong Như Lai mở lòng đại từ giảng nói nghĩa này. Ước nguyện duy nhất của chúng con là mong Như Lai mở rộng tâm đại từ giảng nói nghĩa này cho chúng con, làm cho tâm và mắt của đại chúng đây được thanh tịnh và sáng suốt. Nếu tâm quý vị chưa có được sự hiểu biết chân chánh thì rất khó tu tập. Nếu mắt quý vị bị ô nhiễm bởi trần cấu thì khó thấy được sự di diệu của vạn pháp. Thế nên A Nan, thưa hỏi, để được chỉ bày cho tâm và mắt của đại chúng được thanh tịnh, không những ngài chỉ muốn cho tâm và mắt của đại chúng được thanh tịnh mà còn muốn cho tâm và mắt của hết thảy chúng sanh cũng được thanh tịnh. Ngài cũng cầu thỉnh Đức Phật chỉ dạy để làm con mắt sáng của hết thảy chúng sinh trong đời vị lai, nghĩa là làm con mắt đạo cho quý vị, cho tôi và cho tất cả chúng sanh trong hiện tại. Chúng ta đều được xác định trong số chúng sanh ấy. Dù quý vị có muốn loại trừ mình ra khỏi cũng không được. Nếu quý vị nói
đừng kể tôi vào đó. Tôi không phải là thành viên trong số chúng sanh mà các ông đề cập đến. Thế tôi hỏi quý vị là ai? Nói nhanh. Cho dù quý vị không muốn như thế, quý vị cũng không thể nào tránh khỏi. Dù quý vị có mọc thêm cánh, cũng không thể bay thoát được. Dù có lên cung trăng, quý vị cũng vẫn là chúng sinh, mà chẳng là loại gì khác. Thế nên tốt hơn là hãy chấp nhận mình là thành viên trong số chúng sanh này, đừng trốn chạy. Tốt nhất là quý vị không nên phát khởi tập khí sân hận, hành xử thô tháo. Quý vị đừng nên có cảm giác mình như là chiếc bánh tráng nóng hổi trong chảo dầu, điều đó trông rất chướng. Để làm đạo nhãn tương lai cho hết thảy chúng sinh trong đời mạt pháp, A Nan nói: làm con mắt cho chúng con và cho chúng sanh trong đời vị lai. Sứ mệnh chưa chấm dứt ở nơi đây. Con mắt cho tương lai có nghĩa là tiếp tục cho đến đời vị lai, xác định đó là một thời gian chưa đến. Khi quý vị nghe điều này, có nghĩ rằng nó kỳ diệu không? Nó có ý nghĩa gì không? Khi quý vị cười, mọi người không hiểu tiếng Trung Hoa đều cảm thấy lúng túng, không hiểu quý vị cười chuyện gì, vậy nên phải phiên dịch điều đó ngay. Đức Phật bảo A Nan: tính tinh chân là diệu minh, tính bản giác là viên tịnh, không lưu lại sinh tử và các trần cấu, cho đến cả hư không đều nhân vọng tưởng mà sinh khởi ra. Đức Phật bảo A Nan: tính tinh chân là diệu minh, tính bản giác là viên tịnh, không lưu lại sinh tử và các trần cấu. Trạng thái này ra sao? Nó chính là cảnh giới của bản sắc diệu minh, tinh thuần chân thật và thanh tịnh viên mãn. Sinh tử không tồn tại trong cảnh giới này và các cấu nhiễm cho đến cả hư không. Đó chính là Như Lai tạng tánh, là bản thể của chân như, là Phật tánh mà mọi chúng ta đều có sẵn. Cái đó chẳng phải là quý vị có mà tôi không, chẳng phải mà quý vị không có mà tôi lại có. Tất cả chúng ta đều thừa hưởng được bản giác diệu minh tinh thuần, chân thật, thanh tịnh, viên mãn này. Trong đó không một pháp có thể lập được, chẳng có gì trong đó. Nếu quý vị trở về được nơi bản nguyên của mình, thì quý vị sẽ thoát khỏi vô minh, phiền não, tham dục, mê muội, vọng tưởng. Quý vị hoàn toàn tự tại đối với những thứ ấy. Đó là cảnh giới hoàn toàn tuyệt đối thanh tịnh. Đó là mục tiêu của người tu đạo. Tất cả là để trở về tự tánh vốn có của chính mình. Nếu quả thực nơi này không tồn tại, thì người ta đâu cần tu hành làm gì. Cho đến cả hư không đều nhân vọng tưởng mà sinh khởi ra. Chúng ta ai cũng đều thấy hư không, nhưng quý vị có biết hư không từ đâu tới chăng? Các thứ ấy đều sinh khởi từ vọng tưởng. Hư không sinh khởi từ vọng tưởng của chúng ta. Do những vọng tưởng này mà có ngũ ấm, ngũ trược, lục kết. Vọng tưởng gây nên biết bao thứ phiền não. Điều này giống như người lăng xăng muốn làm một việc gì đó trong khi chẳng có gì cần phải làm cả. Tại sao như vậy? Quý vị chẳng có việc gì cần phải làm cả, nhưng lại muốn kiếm việc để làm. Nếu như quý vị nhận được phần thưởng khi làm việc thì còn có thể được. Nhưng đáng tiếc là quý vị càng làm bao nhiêu càng mất bấy nhiêu. Nếu quý vị làm công cho người khác, quý vị càng làm càng thấy thiếu tiền. Cũng như khi điều hành việc thương mại, càng buôn bán lâu lỗ vốn càng nhiều. Quý vị sẽ bị thua thiệt như thế mãi cho đến khi tánh Như Lai tạng bị đè bẹp dưới chân ngọn núi của ngũ uẩn. Khi điều này xảy ra, giặc cướp từ sáu căn, sáu trần chiếm giữ ngọn núi, năm uẩn làm nơi xào huyệt kẻ ẩn náu, mà đi khắp nơi để cướp bóc. Hãy xem thử tại sao suốt từ hồi nào đến giờ quý vị lại chiêu tập và cho kẻ cướp trú ngụ nơi mình. Ban đầu quý vị buôn bán kinh doanh, nhưng rồi vốn liếng mất dần, và bây giờ nó làm tán thân mất mạng luôn. Kẻ cướp đi khắp nơi phá nhà cướp của, giết hại chúng sinh, vậy mà tự tánh của quý vị lại bị nén ép dưới chân năm ngọn núi ngũ ấm. Sáu căn và sáu trần là những tên giặc cướp đi khắp nơi để phá nhà cướp của. Quý vị có biết chuyện ấy chăng? Nếu biết được nghĩa lý này thì tôi khỏi phải phí công giảng kinh nữa. Nếu quý vị chưa hiểu thì phải học thêm. Tất cả cái ấy gốc từ bản giác diệu minh chân tính, do vọng tưởng mà phát sinh khí thế gian, như diễn nhã đạt đa, mê đầu mà nhận bóng. Giảng: tất cả cái ấy gốc nơi bản giác diệu minh chân tính, cội gốc của bản giác, trong ấy không một pháp nào được lập. Tính chất của bản giác vốn sáng suốt vi diệu, tinh thuần chân thật, do vọng tưởng mà phát sinh khí thế gian,
do vọng tưởng mà phát sinh các vật tượng thế gian. Vọng nương nơi chân mà sinh khởi, vọng sinh khởi ngay trong Như Lai tạng tánh. Hữu tình thế gian là hết thảy các loài sinh vật có tình thức và khí thế gian, là các vật tượng trong trời đất như sông, núi, nhà cửa, đất đai. Như Dĩ Nhã Đạt Đa mê đầu mà nhận bóng. Như chàng Dĩ Nhã Đạt Đa làm tưởng mình mất đầu khi nhìn thấy bóng của mình trong gương. Dĩ Nhã Đạt Đa một sáng thức dậy soi mình trong gương, thấy người trong gương có đủ mắt, tai, miệng, mũi, và anh ta la lên: tại sao ta không có cái đầu như vậy? Người trong gương có đầu, tại sao ta lại không đầu? Thế là anh ta chạy đi khắp nơi để kiếm cái đầu. Quý vị có nghĩ rằng đầu anh ta có thật sự biến mất như thế không? Nếu không, hãy tự mình suy nghĩ lại. Loại người nào giống như Dĩ Nhã Đạt Đa? Anh ta là người thông minh hay ngu si? Anh ta là người có đầu hay không có đầu? Nếu quý vị cho rằng anh ta không có đầu, liệu quý vị có cho rằng anh ta là yêu quái khi thấy anh ta không? Hãy nghĩ kỹ về điều này. Hôm nay là ngày bắt đầu một cuộc đời mới của mọi người đang có mặt tại đây. Vậy nên chúng ta cần nên rửa sạch thân tâm, buông bỏ hết tất cả những gì không thanh tịnh mà mình đã vướng vào trong quá khứ. Hãy dứt khoát rằng kể từ nay tất cả những việc mình làm đều là thanh tịnh. Nói thanh tịnh nghĩa là thoát khỏi ngũ độn sử, tham, sân, si, mạn nghi. Lễ truyền giới hôm nay là buổi lễ đầu tiên được tổ chức ở Mỹ. Quý vị là những người Phật tử đầu tiên ở Mỹ. Quý vị không nên nghĩ rằng sẽ có nhiều khó khăn bất tiện trong việc tu tập đối với hàng sơ tâm. Quý vị sẽ phải dấn thân vào khổ nhọc vì không có một dạng thức nào để mô phỏng theo cả, không có những tiền lệ, nên quý vị sẽ không biết tu như thế nào và làm việc gì. Có khi quý vị thấy mất phương hướng, quý vị sẽ gây ra lỗi lầm mà không biết đó là sai phạm. Tại sao vậy? Chỉ vì cơ bản là quý vị không biết mình đang làm gì và không biết học ở đâu. Mặc dù Phật giáo Nhật Bản đã truyền đến Mỹ Quốc trong thời gian khá lâu, đó là một loại Phật pháp như chất hóa học tổng hợp. Nói thế có nghĩa là nó có khuynh hướng trừu tượng, thiếu thực chất căn bản. Quý vị có thể gọi những gì họ làm là Phật pháp, nhưng thật sự đó chẳng giống Phật pháp chân chính tí nào cả. Nhưng nếu quý vị cho đó là thế gian pháp thì họ sẽ bảo rằng đó là Phật pháp. Không dễ dàng để nói thật sự đó là gì, vì không có một khuôn mẫu nhất định. Do đâu mà không có? Vì nó không có một nền tảng chân thật. Chẳng hạn như có vị hòa thượng người Cao Ly tuyên bố mình là người thuộc phái Thiền Tào Khê. Thật khó hiểu nổi dòng Thiền Tào Khê đã truyền bá đến Cao Ly như thế nào. Đây thật là trường hợp treo đầu dê bán thịt chó. Nhưng những thứ ông ta bán là đất bùn của xứ Cao Ly, trong khi ông ta treo lên bảng giọt nước của Tào Khê. Nhưng thật ra chẳng có giọt nước nào ở đó cả, thì làm sao có thể gọi là Tào Khê được? Thật ra tôi chẳng thích nói như thế này, nhưng tôi thấy những dạng người này thật đáng thương. Đó là trường hợp của người đuôi dẫn đường cho kẻ mù. Ông ta tuyên bố là người thuộc dòng Thiền Tào Khê, và một số trí thức người Mỹ theo ông ta rồi cũng trở thành môn đồ của Tào Khê luôn. Nhưng khi hỏi nguồn gốc chính xác của Thiền Tào Khê thì họ không thể trả lời được Tào Khê ở nơi nào, nơi đó trông ra sao, họ chẳng biết. Đây thật là sự giả mạo lố bịch. Này quý vị đã thọ nhận giới luật từ một tông phái Phật giáo chân chính, đây là Phật pháp chân chính, hoàn toàn khác hẳn với các giáo phái lạ đạo lấy danh nghĩa đạo để lừa lọc tài sản của mọi người. Chẳng hạn có nơi đã rao: trả cho tôi 65 đô la tôi sẽ truyền pháp cho bạn. Ở đây không phải như vậy. Này quý vị đã nhận giới y, tiền mà quý vị cúng dường không phải cho tôi mà để may sắm giới y này. Từ nay bất kỳ lúc nào tham dự pháp hội, quý vị cũng đều nên mang giới y, đó là biểu lộ lòng tôn kính Phật pháp tăng. Pháp hội này sẽ kết thúc vào ngày mai. Từ đây trở đi, khi ở trong pháp hội, người mang pháp y sẽ đứng trước, người mang thường phục đứng sau. Cũng vậy, người thọ giới trước thì đứng trước, những người thọ giới sau thì đứng sau. Đây là thứ tự trong đạo Phật. Hôm nay tôi xin chúc mừng tất cả quý vị đã trải qua suốt 3 tháng tập trung tâm ý để học kinh. Dù việc học chấm dứt, nhưng việc thực hành công phu thì mới bắt đầu. Thực hành điều gì? Quý vị phải giúp toàn thể chúng sanh trên thế gian này chấm dứt được khổ đau. Nỗi khổ của chúng sanh ấy chưa được chấm dứt nếu mọi người đều góp sức vào. Nỗi khổ của kiếp người không hạn cuộc ở một quốc gia nào. Con người bị khổ đau trên khắp cả thế giới,
cho nên mới cần sự có mặt của các vị đại trí huệ để thức tỉnh, nhắc nhở đến sự khổ đau của nhân loại. Nhờ thế, con người mới biết cách tìm cầu sự an lạc chân thực. Nỗi khổ tâm lớn nhất là gì? Nguồn gốc lớn nhất của khổ đau là tâm tham. Tham lam là một trong những phiền não lớn nhất, tâm sân hận cũng là một trong những phiền não lớn, và si mê cũng là một trong những phiền não lớn. Nên ba thứ tham, sân, si được gọi là ba món độc. Thế nhưng loài người lại thấy ba thứ này là ba người bạn thân thiết nhất. Thế nên từ nay bạn phải miễn cưỡng khi chia tay với các người bạn ấy. Do thiếu hiểu biết, con người không từ bỏ được ba thứ độc này. Nếu họ hiểu biết được điều này, sự khổ đau của con người sẽ được chấm dứt ngay. Pháp hội Thủ Lăng Nghiêm lần này, chúng ta bắt đầu từ ngày 16 tháng 7. Chúng ta đã liên tục nghiên cứu cùng với công phu tu tập suốt từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Thời gian 3 tháng này thật là giá trị vô cùng. Bây giờ thời gian quý báu này đã trôi qua, quý vị phải chiêm nghiệm về những kiến thức quý báu này và ứng dụng vào việc tu tập ngay nơi thân tâm mình. Quý vị phải truyền đạt lại cho toàn thể nhân loại trên thế gian này về Phật Pháp mà quý vị đã học được, để cho mọi người biết cách chuyển hóa khổ đau, biết cách đạt được niềm vui, biết cách đạt được trí huệ. Đừng nên làm những việc xuẩn ngốc hoặc làm những việc chẳng đem lại lợi lạc cho chúng sinh. Pháp hội này được xem là một hình thức truyền bá Phật học đầu tiên trên toàn thế giới. Trước đây hoàn toàn chưa có. Mặc dù có rất nhiều nơi giảng kinh Pháp, nhưng ở đó không học từ sáng đến tối mà chẳng nghĩ như chúng ta vừa học. Này quý vị nên mang những điều mình đã học được ra cứu giúp cho toàn thể chúng sinh trên toàn thế giới đang phiêu dạt trong biển khổ, giúp họ thoát khổ, thấy được niềm an lạc và nhanh chóng đạt được đạo giác ngộ. Đó là hoài bão của tôi. Vọng vốn không có nhân. Ở trong vọng tưởng mà lập ra tánh nhân duyên, mê tánh nhân duyên thì gọi đó là tự nhiên. Cả tánh hư không kia cũng sinh ra từ quyển hóa, nên nhân duyên, tự nhiên đều là suy lường từ vọng tâm chúng sanh. Giảng. Đoạn kinh này nói về nhân duyên của vọng niệm. Nhân duyên nghĩa là sao? Khi người ta không hiểu về lý nhân duyên, từ trong sự mê lầm này họ sẽ cho đó là tự nhiên, nên bị lạc vào tà kiến của ngoại đạo. Nên kinh văn nói: vọng vốn không có nhân, ở trong vọng tưởng mà lập ra tánh nhân duyên. Vọng tưởng vốn không có nhân, từ trong vọng tưởng mà lập ra tánh nhân duyên. Trong vọng tưởng của quý vị vốn không có thực thể, nhưng quý vị cho rằng trong ấy có nhân và duyên. Nhưng những người mê tánh nhân duyên gọi đó là tự nhiên. Mê tánh nhân duyên thì gọi đó là tự nhiên. Nếu quý vị hiểu rõ lý nhân duyên thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu có người mê mờ về lý nhân duyên thì chẳng hiểu rõ được chút nào lý này. Quý vị có thể hỏi: Bạch Hòa Thượng, rốt ráo nghĩa nhân duyên mà Ngài nói là gì? Lý nhân duyên đã được giảng giải rất rõ trong phần trước. Đó là pháp để bài xích tà thuyết ngoại đạo, tà kiến của tiểu thừa, nên pháp ấy chẳng phải là giáo lý thân diệu. Cơ bản giáo lý ấy cho rằng bất luận nhân như thế nào thì duyên sẽ như thế ấy. Những người không hiểu được lý nhân duyên sẽ gọi đó là tự nhiên. Đó là trường hợp nuốt luôn cả trái chà là. Nghĩa câu đó là sao? Có thể quý vị chưa biết trái chà là, nhưng quý vị có thể hiểu như khi ăn trái táo mà không cần cắn từng miếng mà nuốt luôn nguyên cả trái vậy. Mùi vị trái táo ra sao cũng chẳng cần biết nữa. Đây là ví như những người mê lầm lý nhân duyên mà chẳng hiểu gì về nó cả, nên gọi đó là tự nhiên. Đó là một tà thuyết của ngoại đạo. Cả tánh hư không kia cũng sinh ra từ quyển hóa, nên nhân duyên, tự nhiên đều là suy lường từ vọng tâm chúng sanh. Này chẳng nói đến nhân duyên, chẳng nói đến tự nhiên, mà đề cập đến hư không. Hư không là gì? Nó theo vọng tưởng của quý vị mà sanh khởi. Như bài kệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã nói trong đoạn trước: không sanh đại giác trung, như hải nhất âu phát. Nghĩa là hư không sanh trong biển đại giác, cũng như hòn bọt nhỏ trong lòng đại dương. Hư không ở trong bản tánh giác ngộ lớn chỉ như là bọt nước trong biển mênh mông, nên nói nó xuất sanh từ vọng tưởng. A Nan, đã biết do vọng sanh khởi ra mà nói nhân duyên vọng. Nếu vọng vốn không thì nhân duyên vọng đó vốn là chẳng có, huống gì những người không biết cho đó là tự nhiên. Giảng. A Nan, đã biết do vọng sanh khởi ra mà nói nhân duyên vọng. A Nan, nếu ông biết nơi sanh khởi của vọng tưởng thì ông có thể nói về nhân duyên của vọng tưởng ấy.
quý vị có biết vọng tưởng hiện hữu như thế nào không? Nếu quý vị biết nơi vọng tưởng sanh khởi, thì quý vị có thể nói về nhân duyên. Nếu vọng vốn không, thì nhân duyên vọng đó vốn là chẳng có. Nhưng nếu vọng tưởng không có nhân, thì ông có thể nói rằng nhân duyên của vọng tưởng vốn là không vậy. Vốn xưa nay chưa từng có vọng tưởng, và ông căn cứ vào đâu để nói về nhân duyên của vọng tưởng? Vì vọng tưởng vốn không thể tánh, nó chẳng có gốc. Vọng tưởng ấy chẳng phải có thực. Tất cả các pháp đều không có tướng nhất định, huống gì những người không biết cho đó là tự nhiên. Những người không biết lại biện bác cho đó là tự nhiên. Nếu quý vị còn không biết đến nhân duyên mà lại biện bác cho lý tự nhiên, thì quý vị sẽ rơi vào hàng ngoại đạo. Điều ấy hoàn toàn không nên. Thế nên Như Lai giải bài cho các ông rõ bổn nhân của ngũ ấm đều là vọng tưởng. Giảng: Thế nên Như Lai giải bài cho các ông rõ bổn nhân của ngũ ấm đều là vọng tưởng. Do lý nhân duyên đã được giảng ở phần trước, Như Lai giải bài cho các ông rõ bổn nhân của ngũ ấm đều là vọng tưởng. Cái gì là bổn nhân của ngũ ấm? Đó là vọng tưởng. Nếu quý vị quán chiếu thật sâu vào vọng tưởng, quý vị sẽ thấy nó không có thực thể riêng biệt. Thực ra mẹ của vọng tưởng là năm quẩn, từ năm quẩn mà có vọng tưởng, nương nơi chơn mà vọng sanh khởi. Trước đây tôi chẳng nói rồi đó sao? Ngọn núi ngũ quẩn đang đè bẹp quý vị, lại có sáu tên giặc cướp trên núi đang chiêu tập lực lượng binh mã, lương thực, rồi đi khắp nơi phá nhà cướp của. Chúng nó không chừa một việc gì mà không làm. Năm ngọn núi ngũ quẩn ấy che phủ tánh Như Lai Tạng, nên tánh Như Lai Tạng không hiển lộ ra được. Chỉ với năm ngọn núi ngũ quẩn che mờ chân tánh đã quá khổ rồi, mà lại còn thêm sáu tên giặc cướp kết bè đảng rồi mặc sức đi phá nhà cướp của nữa, tánh Như Lai Tạng hoàn toàn bị che khuất dưới lũ cướp ấy. Nếu quý vị có thể hàng phục được sáu tên giặc cướp và ngũ ấm, thì tánh Như Lai Tạng của quý vị sẽ tự nhiên hiển bày. Thân thể của ông trước là nhân cái tưởng của cha mẹ mà sinh ra. Tâm ông nếu không có một niệm tưởng nào, thì ông chẳng đến gá mạng vào nơi tưởng. Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với A Nan: Thân thể của ông trước là nhân cái tưởng của cha mẹ mà sinh ra. Nguyên nhân ban đầu của thân thể ông là do cái tưởng của cha mẹ sinh ra. Bằng cách nào mà ông có được cái thân hiện tiền? Cái thân ấy do đâu mà có? Có là do mọi thứ tưởng nơi cha mẹ ông. Trong kinh gọi là tưởng, nhưng thực ra chính là tình. Nói rõ ràng hơn là một thứ xúc cảm. Vì loài noãn sanh do tưởng sanh ra, loài thai sanh do tình sanh ra. Ngài A Nan vốn được sanh từ bào thai, chẳng phải noãn sanh, nên trong trường hợp này, cái tưởng làm nhân để ngài sanh ra chính là tình. Nói tóm lại, tất cả những cái ấy đều là vọng tưởng. Nói ở mức độ sâu hơn, cái nhân ấy là tưởng, và chi tiết hơn nữa thì gọi cái ấy là tình. Cái nhân ban đầu là tình của cha mẹ, nên họ cùng nhau thỏa mãn tình dục. Kết quả là đứa trẻ con được sinh ra. Thế nên chẳng phải trẻ em được sinh ra từ tình hay sao? Tâm ông nếu không có một niệm tưởng nào, thì ông chẳng đến gá mạng vào nơi tưởng. Vì cha mẹ đã khởi cả tình lẫn tưởng, nên mới có chuyện nam nữ. Tuy nhiên khi ông đang ở trong dạng thân trung ấm, nếu ông không khởi nên cái tình yêu mến mẹ và ghét cha, hoặc ghét mẹ và yêu thương cha, thì thân ông không thể hiện hữu được. Chính ông cũng vậy, mới ngay trong giai đoạn thân trung ấm thôi mà ông đã có niệm tưởng về tình rồi. Vì niệm tưởng về tình ấy nên thân trung ấm của ông nhập vào thai người mẹ. Nếu ông không có niệm tưởng về tình ấy thì ông không thể nhập thai, và ông không thể có thân này. Đây là sự thật quá hiển nhiên, ông chẳng thể nào phủ nhận được điều ấy. Kinh văn xác định rằng nếu ông không có tình tưởng thì thân tuyệt đối không thể nào hiện hữu, làm sao mà có thể ra đời được. Sinh mạng của ông có được là do nơi tưởng. Niệm tình tưởng ấy đã truyền sự sống đến cho quý vị. Nguyên nhân để quý vị có mạng sống là do các tình tưởng tương giao với nhau mà thành. Sinh mạng của ông có được là do nơi tưởng, nghĩa là cái tưởng của ông khiến cho sinh mạng của ông được tương tục. Nếu ông không có niệm tưởng nào thì sự sinh tử sẽ chấm dứt. Khi tưởng ấm tiêu dung thì quý vị sẽ rời xa tất cả điên đảo mộng tưởng. Khi mọi vọng tưởng đều tiêu trừ rồi thì việc sanh tử nơi quý vị cũng chấm dứt luôn. Tại sao quý vị phải chịu trải qua sanh tử? Đơn giản là chỉ vì quý vị có quá nhiều vọng tưởng. Khi một niệm vọng tưởng dừng thì niệm khác lại dấy lên giống như sóng,
dòng tưởng sinh khởi kế tiếp nhau vô cùng tận, và nó khiến cho sinh mạng tương tục. Như trước đây Như Lai đã nói, khi tâm tưởng đến vị chua thì trong miệng tiết ra nước bọt, khi tâm tưởng đang leo cao thì lòng bàn chân cảm thấy rần rần, mà dốc cao chẳng có, vị chua cũng không thấy, thân thể của ông chẳng phải cùng loại với hư vọng, tại sao khi nghe nói đến vị chua thì nước bọt trong miệng tiết ra? Giảng: triết lý được giảng giải trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là vô cùng triệt để, đó là điểm cao nhất của tất cả mọi thứ triết học, là chân lý tối thượng. Nhưng dĩ nhiên chân lý tối thượng rốt ráo cũng chỉ là vọng tưởng. Kinh Thủ Lăng Nghiêm này chân thật khi mô tả mọi hiện tượng một cách thực tế như vậy. Nhưng nguồn cội của hiện tượng ấy là đâu? Là vọng tưởng. Nguyên lý về sự xuất phát của mọi hiện tượng là rốt ráo, nhưng nguồn gốc của những nguyên lý ấy cũng từ vọng tưởng. Nếu vọng tưởng sinh khởi thì nguyên lý ấy hiện hữu, nếu không vọng tưởng thì nguyên lý ấy cũng không tồn tại. A Nan, như tôi đã nói trước, ông có còn nhớ trước đây tôi đã nói với ông chuyện gì sẽ xảy ra khi tâm ông tưởng đến vị chua? Ông nghĩ: ồ, giấm ấy thật là chua, ồ, quả mận này thật là chua, chỉ cần cắn một miếng là tê cả răng. Ngay khi quý vị nghĩ về chuyện ấy thì trong miệng tiết ra nước bọt. Miệng tiết ra nước bọt để tiêu hóa thức ăn. Lúc này không phải là đói mà quý vị nghĩ đến vị chua. Người Trung Hoa có thành ngữ uống giấm là để cho những người hay ghen tức đố kỵ người khác làm tiết ra vị chua trong miệng quý vị. Khi ông tưởng mình đang leo lên dốc, trong lòng bàn chân cảm thấy rần rần và trở nên yếu ớt, quý vị có thể bị mất cân bằng và rơi từ bờ đá tới hẻm núi cả ngàn feet, một feet bằng 0,3048 mét, quá nguy hiểm phải không? Mà dốc cao cũng chẳng có, vị chua cũng không, núi cao thật ra không có ở đó, quý vị chỉ tưởng tượng đến nó mà thôi. Nhưng chỉ mới tưởng tượng thôi mà bàn chân đã thấy rần rợn lên rồi. Trên đã nói miệng tiết ra nước bọt khi nghĩ đến mận chua, còn bây giờ chân cẳng đã có cảm giác rần rợn khi nghĩ đến bờ dốc đá cao. Thế nào là lòng bàn chân quý vị có cảm giác rần rợn? Tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Đến đây có người sẽ nói: hòa thượng, tôi cần phải giải thích điều này, con đã hiểu được rồi, con đã ngộ được đạo lý này rồi. Trước đây hòa thượng đã giảng về sự hữu dụng của các giác quan. Trường hợp này chắc chắn bàn chân cảm thấy chua vì nó có thể ăn được. Phải chăng sự thật là như thế hay sao? Tôi không tin vào sự ngộ giải của ông như trên. Chẳng có một đạo lý nào như thế. Tôi không chấp nhận đạo lý như vậy vì nó chỉ là vọng tưởng. Bàn chân chẳng thể nào ăn được. Trong sáu căn hữu dụng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hoàn toàn không có bàn chân. Đó là lý do tại sao tôi tuyệt đối không thừa nhận kiến giải của ông mà ông gọi là khai ngộ ấy. Không có bờ đá dốc cao nào, cũng chẳng có trái me chua nào. Nước bọt và bàn chân rần rần và yếu đi chính là vọng tưởng. Nếu thân thể của quý vị không ra đời từ vọng tưởng hư dối, nếu thân xác ấy không kết bạn, không đồng loại với vọng tưởng, thì tại sao nước trong miệng là tiết ra khi nói đến vị chua? Nếu thân thể ấy không phải ra đời do vọng tưởng tình tưởng, thế thì tại sao dịch vị là tiết ra trong miệng khi tôi nói đến vị chua? Vị chua chỉ là sự kiện được đề cập đến, chứ nó không có thực, nó chỉ là giả thuyết. Tại sao lại tạo nên vị chua trong miệng ông? Có lẽ nào ông vẫn biện hộ rằng vị chua trong miệng ông và cảm giác rợn rợn ấy chẳng do từ vọng tưởng mà có chăng? Không, vì nó hoàn toàn do vọng tưởng mà có. Vậy ông nên biết, sắc thân hiện nay của ông được gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. Giảng: vậy do những đạo lý được giảng ở trên, ông nên biết sắc thân hiện nay của ông được gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. Gọi là kiên cố cũng chỉ là cái tên. Thực ra cái tên ấy được tạo ra nhờ vào loại vọng tưởng thứ nhất, đó là sắc ấm. Như Lai đã nói trước đây, khi tâm ông tưởng đến một nơi cao là thân của cảm giác rợn rợn. Giảng: Như Lai đã nói trước đây, khi tâm ông tưởng đến một nơi cao là thân của cảm giác rợn rợn. Ở chương vừa rồi đã có nói, chỉ cần nghĩ về một nơi cao là chân có cảm giác rợn rợn và tê dứt. Hãy tưởng tượng chính mình đang đứng trên bờ dốc cao, dừng đứng. Chỉ cần nói và nghĩ về điều ấy thôi cũng đủ làm cho lòng bàn chân quý vị thấy rợn rợn và tê nhức rồi. Quý vị cảm thấy rất khó chịu, như thể cẳng chân không nâng đỡ nổi cái thân và có cảm giác muốn té. Nếu quý vị đi trên bờ đá cao và nhìn xuống dưới vực sâu không đáy thì lòng bàn chân của mình
sẽ có cảm giác như tê cứng lại. Mặc dù quý vị không có nguy cơ bị té, mà quý vị cũng có cảm giác như thể mình sắp bị rơi vậy. Cảm giác này sở dĩ xuất hiện trong mình là do vọng tưởng. Chẳng hạn như quý vị có thể đi bộ hàng vạn dặm trên đất bằng mà bàn chân không hề có cảm giác tê rần rợn do vọng tưởng. Nhưng nếu quý vị phải đi qua một cây cầu độc mộc bắc qua sông, nước sông chảy xiết ở phía dưới, thì quý vị sẽ bắt đầu suy nghĩ: ồ, nếu như ta bị rơi xuống đây thì coi như xong đời, ta sẽ chết đuối là chắc chắn. Mọi việc đều tốt đẹp cho đến khi trong tâm quý vị khởi lên cái tưởng như thế. Bây giờ bất thình lình bàn chân quý vị trở nên tê cứng, không nhấc nổi dù một bước, kết quả là bị rơi. Chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra vì quý vị đã bắt khởi tưởng như vậy. Nếu trong tâm quý vị không khởi dậy tưởng tượng mà chỉ đi với đôi mắt nhắm nghiền, không cần biết đến điều gì hết khi bước qua chiếc cầu độc mộc, thì chẳng có điều gì xảy ra cả. Hãy nên dứt khoát lần sau sẽ cố gắng đi qua cầu với đôi mắt nhắm, nhưng rồi quý vị cũng sẽ bị té như lần trước vì quý vị không thấy đường đi. Nếu quý vị đi qua cầu với đôi mắt mở, quý vị sẽ khởi vọng tưởng về dòng nước cuồn cuộn phía dưới khiến mình sợ hãi. Nếu quý vị nhắm mắt đi qua cầu, chắc chắn là bị trượt và rơi xuống sông. Cho nên mở mắt mà không vọng tưởng và đừng nhắm mắt để cố giết chết vọng tưởng theo cách ấy là hoàn toàn không có hiệu quả. Đây thật là vấn đề tiến thoái lưỡng nan. Nếu quý vị khởi vọng tưởng thì lòng bàn chân sẽ trở nên tê rợn. Nếu nhắm mắt, quý vị sẽ rơi xuống vực sâu. Nhắm mắt không giải quyết được vấn đề. Do vậy, điều tối quan trọng là ở nơi đây. Tốt nhất là không khởi vọng tưởng thì chẳng có việc gì xảy ra cả. Do các thứ cảm thọ sanh khởi, nó tác động đến sắc thân, nên hiện nay hai thứ cảm thuận ích và di tổn đang thúc bách thân ông, đó là vọng tưởng hư minh thứ hai. Giảng: do các thứ cảm thọ sanh khởi, nó tác động đến sắc thân, do đó mà các thứ cảm thọ sanh khởi và tác động đến thân ông. Khi sinh ra, quý vị cảm thụ được sắc thân có hình và thể, nên hiện tại ông theo đuổi những cảm thọ dễ chịu và khước từ những cảm giác khó chịu. Nên hiện nay hai thứ cảm thuận ích và di tổn đang thúc quách thân ông. Các ông thích những thứ thuận lợi cho mình và không ưa những gì tổn hại cho mình, đó là vọng tưởng hư minh thứ hai. Hai thứ cảm thọ, hai thứ vọng tưởng ấy thúc quách nơi thân ông là lớp vọng tưởng thứ nhì. Đặc điểm của nó là hư minh. Hư nghĩa là không có thực, nên loại ánh sáng này không có thực. Đây là loại vọng tưởng thứ nhì. Do những ý nghĩ sai sử thân ông, nếu thân ông không cùng dạng với niệm tưởng, sao lại theo vọng tưởng nắm bắt mọi thứ hình tượng, sanh tâm chấp giữ cùng niệm tưởng tương ưng? Giảng: do những ý nghĩ sai sử thân ông, khi niệm tưởng sinh khởi, nó có thể sai sử thân ông. Những vọng tưởng này có thể điều khiển thân ông, nhưng thân ông thì không phải là tưởng. Nếu thân ông không cùng dạng với niệm tưởng, nếu thân và tâm là hai vật thể khác biệt, thì làm sao mà nó lại biết lẫn nhau được? Tại sao thân ông lại theo vọng tưởng và nắm bắt mọi thứ hình tượng? Tại sao quý vị vừa khởi niệm thân liền theo niệm tưởng ấy mà hành động một cách tương ứng ngay liền, sanh tâm chấp giữ cùng niệm tưởng tương ưng? Một niệm sanh khởi thân liền tương ứng với hình tượng mà tâm vừa tưởng ra. Tại sao thân của quý vị lại theo sự sai khiến của niệm tưởng? Ngay khi vừa khởi niệm, thân ông liền muốn tương ứng ngay với vật tượng mà ông vừa tưởng ra. Tại sao hành động của thân lại hợp nhất với niệm tưởng? Tưởng là gì? Quý vị có thể có một niệm tưởng, hai niệm tưởng, cho đến 10 niệm tưởng, nhưng ở đây ý kinh đề cập đến một niệm tưởng. Trong kinh Nhân Dương Hộ Quốc Bát Nhã nói có 90 sát na, chỉ trong một niệm. Một sát na là một thời gian cực kỳ ngắn, thế mà trong sát na có 900 lần sanh tử, hay là 900 lần sinh diệt, nên nói nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị dân già. Nghĩa là một niệm không sanh khởi, thể tánh toàn chân hiển bày, sáu căn vừa động, chân tánh liền bị mây mờ che phủ. Nếu quý vị giữ cho mình được nhất tâm, thì thể tánh chân thật sẽ hiển bày. Cái dụng lớn vô biên của chân tánh là Như Lai Tạng.
đó là của báo vốn có trong nhà của quý vị. Đó là quê hương sáng lạng rộng khắp, là mặt mũi từ khi cha mẹ chưa sanh ra. Khi sáu căn chỉ vừa giấy khởi một niệm rất vi tế, thì thân tâm liền bị dây phủ bởi mây mù. Nếu hành giả tu tập đạt đến mức không còn một niệm tưởng nhỏ nhất nào nữa, thì quỷ thần không thể nào đến gần người ấy được nữa. Nếu như một niệm không sinh thì chẳng có niệm diệt đi. Nếu quý vị không thể ngăn ngừa, đừng cho niệm sanh khởi, thì quý vị không thể nào ngăn cản được niệm ấy diệt đi. Đây là điểm rất quan trọng. Nếu quý vị hiểu được quy luật này, thì trong tâm quý vị không còn vọng tưởng, thể tánh toàn chân hiển bày. Nhưng khi sáu căn vừa động, tâm quý vị liền bị dây phủ bởi mây mù ngay. Khi thức là tưởng tâm, khi ngủ là chiêm bao, nên niệm tưởng lay động vọng tình của ông, đó gọi là dung thông vọng tưởng thứ ba. Giảng: khi thức là tưởng tâm, khi thức thì tâm ông suy nghĩ. Cách đây vài hôm, tôi đã giảng về Trang Công, người được sanh ra khi mẹ ông đang ngủ. Do đó mẹ ông không bằng lòng về ông và thương quý người con thứ hai là Cung Thúc Đoạn hơn. Bà mẹ muốn người con thứ này lên ngôi kế vị vua cha, nên bà ta nhiều lần xin vua Vũ truyền ngôi cho con thứ thay vì truyền cho con trưởng. Nhưng vua Vũ không chịu, nên Trang Công được kế vị cha. Khi Trang Công lên ngôi, bà mẹ xúi Cung Thúc Đoạn âm mưu một cuộc tạo phản nhưng vẫn thất bại. Đó là chuyện Trang Công. Khi quý vị thức thì tưởng ấm điều khiển, khi ngủ là chiêm bao. Khi quý vị ngủ thì chiêm bao, tưởng ấm tạo nên chiêm bao. Trước đây chúng ta nghe nói đến cách tưởng ấm tạo nên nhận thức về sự vật sai lệch trong chiêm bao. Chẳng hạn khi quý vị đang ngủ, có người đang giặt áo quần hay giã gạo bần bên, quý vị nghe như có tiếng chuông trống đang hòa nhau, nên vọng tưởng lay động vọng tình của ông. Khi ông chiêm bao, tưởng ấm đã khiến ông nhận lầm chuông trống đang hòa nhau. Đó gọi là dung thông vọng tưởng thứ ba. Đây là lớp vọng tưởng thứ ba, tính chất của nó là dung thông. Dung thông có nghĩa là cùng tác động lẫn nhau. Tưởng ấm vẫn hoạt động, dù quý vị ngủ hay thức, nên gọi tưởng ấm là dung thông. Có nghĩa hợp tác hỗ tương với nhau. Đây là vọng tưởng thứ ba, và nó có liên quan với tưởng ấm. Chuyển hóa không ngừng, xoay dần âm thầm, dời đổi, móng tay và tóc dài ra, khí lực suy tàn, da mặt nhăn nheo, thay đổi ngày đêm, thế mà ông không hề thức tỉnh. Giảng: tiến trình chuyển hóa không ngừng, ngày đêm tương tục với nhau, đó là hành ấm, trôi chảy không ngừng, như sóng gợn lăn tăn trên mặt nước. Khi niệm trước dừng, niệm sau liền sanh khởi, khi niệm ấy qua đi, niệm kia liền đến, nó sanh rồi diệt liên tục nhau. Quá trình trao đổi và chuyển hóa này không bao giờ chấm dứt, nó vận hành liên tục không hề ngừng nghỉ. Xoay dần âm thầm dời đổi, âm thầm dời đổi rất vi tế. Quý vị không thể nhận ra sự chuyển hóa ấy, vì nó xảy ra rất là vi tế và rất âm thầm. Ngôi nhà đã được dọn đi mà quý vị không hề biết, trông có vẻ khác lạ, đó là sự chuyển hóa âm thầm. Móng tay và tóc dài ra. Trong hai ngày, nếu quý vị không cắt móng tay, sẽ thấy nó dài ra một chút. Sau ba ngày, nó dài hơn. Sau bốn ngày dài hơn nữa. Mỗi ngày nó dài hơn ngày trước một chút. Nhưng quý vị có biết mỗi chút, mỗi giây nó dài ra bao nhiêu không? Nếu trong một tháng quý vị không cắt tóc, nó sẽ dài ra chừng nửa inch. Nhưng một ngày tóc dài ra bao nhiêu phân? Quý vị chẳng biết, quý vị nói, được rồi, tôi sẽ đo. Nhưng liệu có chính xác không? Quý vị có thể dùng computer để đo, rồi xem thử computer, có biết được chăng? Khí lực suy tàn, khí lực suy giảm hàng ngày, con người ai cũng sung mãn chân khí tiên thiên. Tuy nhiên khi về già, sinh lực ấy giảm dần, dù nó không mất hẳn, nhưng trên đà xuống dốc. Da mặt nhăn nheo, da quý vị trở nên bị nếp gấp như da gà,
tóc trắng như lông hạt. Nét mặt của quý vị trở nên già cỗi, không thể nào trở lại thời thanh xuân được nữa. Thẩm mỹ hoàn toàn bất lực để có thể chuyển một ông lão 80 thành người 20 tuổi. Thay đổi liên tục ngày đêm, sự chuyển biến liên tục ngày đêm, móng tay dài ra, tóc bạc, khí lực suy giảm, da nhăn, nó còn chính xác hơn cả đồng hồ. Nếu quý vị không lên dây đồng hồ, thì đồng hồ nó sẽ đứng máy. Nhưng nếu quý vị không lên dây, tiến trình chuyển hóa vật chất ấy nó vẫn hoạt động như thường, trừ phi quý vị chết đi. Khi quý vị chết, tiến trình ấy mới dừng hẳn. Thế mà ông không hề thức tỉnh. Nó theo đuổi quý vị suốt ngày đêm, từ khi thiếu niên đến tráng niên, cho đến tuổi già, cả đến lúc chết. Chết rồi lại tái sinh, rồi là phải chết. Quý vị trải qua vô số lần sanh tử như vậy mà không hề biết rõ được nguyên lý này, vẫn cứ bước đi một cách rất hồ đồ đến suốt đời suốt kiếp, mê mờ lúc sinh ra cho đến luôn cả lúc ra đi. Đó là những chi tiết về loại vọng tưởng từ hành ấm phát sanh. A Nan, nếu những thứ này chẳng phải là ông, tại sao thân ông lại biến đổi? Nếu chắc thật là ông, sao ông không biết? Giảng: A Nan, nếu những thứ này chẳng phải là ông thì tại sao thân ông lại biến đổi? Thân thể quý vị đều trải qua các trạng biến chuyển này. Tóc móng dài ra, khí lực tổn giảm, da mặt nhăn nheo. Quý vị nói rằng móng tay chẳng phải là của mình, thế tại sao nó vẫn tiếp tục dài ra? Quý vị nói tóc không phải là của mình, thì tại sao nó vẫn tiếp tục dài ra trên đầu mình? Quý vị nói khí lực không phải là của mình, tại sao đôi khi quý vị thấy yếu khi khí lực không đầy đủ? Nếu khuôn mặt không phải là quý vị, thì làm sao nó lại trở nên nhăn nheo? Nếu quý vị cho rằng sự nhăn nheo ấy chẳng liên quan gì đến mình cả, thì tại sao da mặt của quý vị lại trở nên nhăn nheo? Tại sao những sự chuyển biến lại xảy ra trên người của quý vị? Nếu những sự chuyển biến này chẳng phải là nơi quý vị, thì làm sao thân thể của quý vị lại chịu sự thay đổi? Từ tuổi thành niên chuyển sang tuổi trung niên, từ tuổi trung niên chuyển sang già lão, từ già lão chuyển đến cái chết. Quý vị chẳng thể nào nói rằng những cái ấy chẳng phải là ta. Nếu nó không phải là mình thì quý vị chẳng có thực. Nếu vọng tưởng chắc thật là ông, sao ông không biết? Nếu cứ khăng khăng cho rằng vọng tưởng chắc thật là ông, sao ông không biết? Tại sao quý vị không biết được nó? Tóc, móng, mọc dài ra, nhưng quý vị không biết được điều đang xảy ra. Khí lực suy giảm mà quý vị vẫn không nhận biết. Da mặt trở nên nhăn nheo, nhưng quý vị cũng không phát hiện được. Quý vị cũng chẳng biết được sự chuyển biến ấy diễn ra khi nào. Đây là một phản luận hai đầu. Nếu quý vị nói rằng sự chuyển biến ấy thuộc về mình thì sai, nhưng nếu quý vị nói nó chẳng thuộc về mình cũng sai luôn. Thế thì nó là gì? Nó là vọng tưởng, đó là căn gốc. Vọng tưởng đã tạo nên mọi sự chuyển biến. Ác là hành ấm của ông tương tục không dừng trong mỗi niệm, đó là vọng tưởng thứ tư. Tính chất là di tế và ẩn mật. Giảng: Ác là hành ấm của ông tương tục không dừng trong mỗi niệm, đó là vọng tưởng thứ tư. Tính chất là di tế và ẩn mật. Hành ấm hoạt động liên tục, nhưng sự diễu động chi tế ấy không dễ gì nhận ra. Nó bí ẩn mà mờ mịt, quý vị khó nhận ra được. Đây là loại vọng tưởng thứ tư liên quan với hành ấm. Lại chỗ tinh minh lóng lặng, không dao động của ông gọi là thường còn, thì nơi thân ông chẳng ra ngoài sự thấy nghe, hiểu biết. Nếu nó thật sự là tính chân, thì đã không dung chứa tập khí vọng tưởng. Giảng: Lại chỗ tinh minh lóng lặng, không dao động của ông gọi là thường còn, thì nơi thân ông chẳng ra ngoài sự thấy nghe, hiểu biết. Cuối cùng, nơi chỗ sáng suốt, tinh thuần lặng yên không dao động ấy là thường, thì thân ông chẳng thoát ra khỏi sự nghe, hiểu biết. Lúc này, quý vị sẽ cảm thấy sáng suốt, tinh thuần, trong lặng, không dao động. Nếu quý vị cho đây là trạng thái thường hằng, thì những việc thấy nghe, hiểu biết lẽ ra có trong thân quý vị. Nếu nó thật sự là tính chân,
thì đã không dung chứa tạp khí vọng tưởng. Nếu nó thật sự tinh thuần chân thật thì nó đã không có các tạp khí và vọng tưởng. Tạp khí và vọng tưởng lẽ ra đã không sanh khởi. Do đâu mà các ông trong những năm trước đã từng thấy vật lạ, trải qua nhiều năm chẳng để ý đến, rồi sao bỗng dưng thấy là vật lạ đó liền nhớ rõ ràng, không hề thiếu sót? Vậy trong tính tinh minh đứng lặng, trọn không dao động ấy đã chịu sự quân tập trong từng niệm, đâu có trù tính gì. Giảng, do đâu mà các ông trong những năm trước đã từng thấy vật lạ, trải qua nhiều năm chẳng để ý đến, nhân đâu mà nó xảy ra? Do ông từ trong quá khứ đã từng thấy vật lạ, lâu rồi bỗng quên đi, chẳng quên chẳng nhớ đến vật đó nữa. Nguyên nhân của sự việc này là gì? Quý vị có thể thấy một vật kỳ quái, nhưng sau nhiều năm quý vị chẳng nhớ chẳng quên gì đến vật ấy nữa cả. Nếu quý vị nói rằng mình đã quên việc ấy, có nghĩa là quý vị vẫn còn một vài hồi ức về sự kiện đã xảy ra. Nhưng mà ở đây chẳng có việc nhớ quên gì về sự việc đó nữa cả. Rồi sao bỗng dưng thấy lại vật lạ đó liền nhớ rõ ràng, không hề thiếu sót? Nhưng rồi sau đó bỗng nhiên thấy lại vật lạ ấy, ông liền nhớ lại vật ấy một cách rõ ràng, không sót một chi tiết nào cả. Nếu quý vị bỗng dưng thấy lại vật ấy lần nữa, thì quý vị sẽ hồi tưởng lại làm sao mình biết được vật ấy, mình đã gặp vật này trong quá khứ và làm sao nó xuất hiện. Quý vị sẽ chẳng quên một chi tiết nào cả. Làm sao mà ông có thể theo dõi được sự quân tập của từng niệm ở trong tánh chất tinh thuần, sáng suốt, không dao động ấy? Vậy trong tính tinh minh đứng lặng, trọn không dao động ấy, đã chịu sự quân tập trong từng niệm, đâu có trụ tính gì? Ở trong trạng thái trong suốt không dao động ấy, có sự quân tập tiếp diễn liên tục trong từng niệm từng niệm. Làm sao theo dõi được việc ấy? Làm sao người ta có thể hồi tưởng lại được mọi sự kiện? Giải thích như thế nào? Khi đã gạt bỏ hoàn toàn mọi vật ra khỏi tâm trí, lại còn nhớ khi thấy lại nó. Trước khi thấy lại vật ấy, quý vị không gợi lại nó, nhưng một khi quý vị đã gặp nó, quý vị tự động nhớ đến nó liền. Làm sao mà chuyện ấy được tính toán kỹ lưỡng như vậy? Ai có thể lưu trữ điều này một cách chính xác? Ai theo dõi việc này? Điều này chứng tỏ, cho dù quý vị có tạm thời quên nó, nhưng thức thứ tám vẫn nhớ. Đó là lý do tại sao khi quý vị thấy vật ấy lại, quý vị liền nhớ ngay. Đó chẳng phải là có người đã theo dõi mọi sự việc hay sao? Nó đã được lưu giữ trong thức thứ tám một cách tự nhiên. A Nan nên biết trạng thái trong lặng ấy là không thực, như dòng nước chảy nhanh, ta trông như đứng lặng, do chảy nhanh mà không thấy được, chứ không phải là nước không chảy. Nếu đây không phải là cội gốc của vọng tưởng, cớ sao lại bị quân tập bởi tập khí hư vọng? Giảng, A Nan nên biết trạng thái trong lặng ấy không thực. Trạng thái yên tĩnh trong lặng, không dao động đã được miêu tả ở trên không thực sự hoàn toàn tĩnh lặng. Tại sao không? Như dòng nước chảy nhanh, ta trông như đứng lặng, do chảy nhanh mà không thấy được, chứ không phải là nước không chảy. Như dòng nước chảy quá nhanh nên ở trên bề mặt thấy như yên lặng, khi nhìn kỹ vào đó như thể không có sóng và nước chảy. Vì nước chảy quá nhanh nên không thấy được, chứ không phải là nước không chảy. Vì không có sóng nên quý vị không thể thấy được nước đang trôi, nhưng như thế không có nghĩa là không có sự trôi chảy. Nước vẫn chảy, nhưng quý vị không thấy vì không có sóng. Trước đây chúng ta đã học qua hành ấm, nay chúng ta sẽ học về thức ấm. Nếu đây không phải là cội gốc của vọng tưởng, thì làm sao người ta bị quân tập bởi những tập khí hư vọng? Nếu không có vọng tưởng trong thức ấm, thì sẽ chẳng có ai bị ảnh hưởng và quân tập bởi vọng tưởng và tập khí. Nếu sáu căn của ông chưa được khai hợp, dùng thay lẫn nhau, thì cái vọng tưởng ấy không khi nào diệt trừ được. Giảng, nếu sáu căn của ông chưa được khai hợp, dùng thay lẫn nhau,
Nếu ông chưa chứng đạt được trình độ công phu đến khả năng lục căn hữu dụng, thì sáu căn của ông chưa được khai hợp, dùng thay lẫn nhau, thì cái vọng tưởng ấy không khi nào diệt trừ được. Trừ phi quý vị đạt đến mức sáu căn có thể hữu dụng lẫn nhau, thì các vọng tưởng này sẽ được tiêu diệt. Cho nên hiện nay, cái thấy nghe hiểu biết của ông đã sâu kết trong tập khí hư vọng. Ắt trong tính rỗng lặng trong suốt ấy là cái vọng tưởng điên đảo di tế, rỗng không huyễn hóa thứ năm. Giảng, cho nên hiện nay, cái thấy nghe hiểu biết của ông đã sâu kết trong tập khí hư vọng. Cho nên những khả năng thấy nghe hiểu biết của ông hiện nay đã sâu kết biết bao nhiêu tập khí hư vọng. Ắt trong tính rỗng lặng trong suốt ấy là cái vọng tưởng điên đảo di tế, rỗng không huyễn hóa thứ năm. Sự hoạt động của sáu loại tánh biết, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, giác đều kết lại với nhau qua những tập khí rất di tế như một câu chuỗi hạt. Những tập khí này rất nhỏ nhiệm và khó phát hiện ra. A Nan, năm loại ấm này là do năm vọng tưởng tạo thành. Giảng, A Nan, năm loại ấm này, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm là do năm vọng tưởng tạo thành. Do đó nên năm thứ vọng tưởng này cũng phát sanh. Nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn, chỉ có sắc và không là biên giới của sắc ấm, túc và ly là biên giới của thọ ấm, nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm, diệt và sinh là biên giới của hành ấm, đứng lặng và hiệp giới đứng lặng thuộc về biên giới của thức ấm. Giảng, nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn. Ông nay muốn biết tầm mức sâu cạn từng lĩnh vực của năm ấm. Quý vị cần phải biết phạm vi của từng ấm sâu hay cạn, nó giống như cái gì, ở đâu là giới hạn của chúng. Tôi sẽ nói cho quý vị nghe bây giờ. Chỉ có sắc và không là biên giới của sắc ấm. Sắc và không có quan hệ với nhau, và nơi đây là giới hạn của sắc ấm. Túc và ly là biên giới của thọ ấm. Túc và ly, giới đối tượng của sự xúc chạm là giới hạn của thọ ấm. Nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm. Diệt và sinh là biên giới của hành ấm. Đứng lặng và hiệp giới đứng lặng, giới minh giác thuộc về biên giới của thức ấm, từ đó lập nên giới hạn của thức thứ tám. Năm ấm này vốn sinh khởi trùng điệp, sinh do thức ấm mà có, diệt từ sắc ấm mà trừ. Giảng, năm ấm này vốn sinh khởi trùng điệp, cội nguồn của năm ấm này sinh khởi trùng điệp. Ngũ ấm sanh khởi từng lớp hỗ tương tuần hoàn với nhau, cùng hỗ trợ cho nhau. Sinh do thức ấm mà có, diệt từ sắc ấm mà trừ. Sự sinh khởi hoại diệt xảy ra như thế nào? Một khi sắc chất biến chất thì ấm trở thành không, nó sinh khởi từ thức, và sự hoại diệt bắt nguồn từ khi hình sắc tiêu trừ. Lý tức ngộ liền, nhân ngộ mà tiêu trừ sạch. Sự thì chẳng phải trừ được ngay, mà phải theo thứ lớp mới dứt được. Giảng, lý tức ngộ liền, nhân ngộ mà tiêu trừ sạch. Ông có thể đốn ngộ ngay phần lý, khi ấy tất cả đều tiêu trừ cùng một lúc. Quý vị đã hiểu được quy luật này rõ ràng rồi. Khi quý vị đã ngộ đạo rồi, thì phương pháp tu tập mà quý vị đã áp dụng xưa nay đều được ngưng lại, cả ý niệm về ngộ cũng tiêu mất luôn. Nếu quý vị hiểu được nguyên lý này, thì ngay cả cái niệm liên quan đến ngộ cũng tiêu dung. Sự thì chẳng phải trừ được ngay, mà phải theo thứ lớp mới dứt được. Còn phần sự tướng thì chẳng thể trừ được ngay, mà phải theo từng thứ lớp. Về mặt lý tánh, phương diện bản thể, thì quý vị đã được giác ngộ. Nhưng về mặt sự tướng, phương diện hiện tượng, việc chuyển hóa phải được thực hành lần lượt theo thứ tự. Nó cũng như việc thay áo quần, quý vị phải thay từng thứ lớp. Lớp thứ nhất, lớp thứ hai, lớp thứ ba, lớp thứ tư, rồi lớp thứ năm. Về mặt sự tướng, quý vị phải chuyển hóa chúng dần dần theo từng thứ lớp. Hiểu được nguyên tắc này, quý vị vẫn phải cần công phu tu tập,
như ở giai đoạn thực hành. Chỉ có công phu tu tập thực sự, quý vị mới có thể vượt qua năm ấm. Như Lai đã chỉ cho ông về những gút nơi khăn kiếp ba la. Có điều gì chưa hiểu rõ khiến ông lại hỏi? Giảng, Như Lai đã chỉ cho ông về những gút nơi khăn kiếp ba la. Như Lai đã buộc 6 nút nơi tấm khăn. Có điều gì chưa hiểu rõ khiến ông lại hỏi? Tại sao ông vẫn chưa hiểu được điều ấy? Tại sao ông lại hỏi tôi chuyện ấy lần nữa? Ha ha ha, 问什么的说